Sáng Phép Đại Sự Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì em đang quay trở lại Hưng Yên để giới thiệu lại cho mọi người về một cái quán cà phê mà phong cách Đà Lạt làm từ khung cầu thép. Nhìn vào cái phần quán cà phê này thì mọi người có nhớ rằng đây là cái công trình nào mà em đã từng show lên cho mọi người xem không ạ? Nếu như thường xuyên theo dõi kênh của Nhà Phong Cách Đại Sự Việt Nam thì hầu hết là mọi người chắc sẽ nhận ra được cái công trình này. Đây là một cái công trình thuộc dạng cải tạo nha mọi người. Bên em thì đang cải tạo hai sàn cho công trình này làm từ khung cầu thép, và mỗi sàn công trình này sẽ có diện tích rơi vào khoảng là gần 300 m². Thì sau đây xin mời mọi người cùng em đi vào và tìm hiểu công trình này nhé. Toàn bộ phần khung cầu thép của công trình đã được bên em nghiệm thu và bàn giao, và hiện tại thì anh chủ đang trong cái quá trình hoàn thiện nó, nên là mọi người có thể thấy tất cả các cái khu vực xung quanh nó đang khá là bừa bộn vật tư. Ở đây thì anh chủ có ý định là ốp vô toàn bộ cái hệ vách cũng như là hệ cột dầm bằng thép như thế này để cho nó đồng màu và nó mang cái hướng Đà Lạt, một cái phong cách rất là tự nhiên. Ngay kể cả cái khu vực tường rào bên cạnh, ngay kể cả cái khu vực tường rào xung quanh thì anh chủ cũng đã đều sử dụng cái gỗ thông để anh ý ốp lại hết tất cả như thế này. Nhìn nó rất là đẹp và thẩm mỹ, sau này hoàn thiện thì đây chắc chắn là một công trình rất là đẹp và thu hút rất là nhiều khách hàng. Và ngoài ra thì trong cái hạng mục thi công, bên em cũng có thi công cho anh ý một cái bức tường bằng bê tông khí chống áp ở hướng Tây như thế này nữa. Ở bức hướng Tây thì mọi người biết rồi, nó sẽ bị chiếu nắng và nó sẽ nóng, nên là chúng ta nên sử dụng cái bê tông khí chống áp này. Nó rất là hợp lý vì tấm bê tông khí chống áp thì trong rất là nhiều video em đã nói rồi, cái ưu điểm của nó chính là cho cái khả năng cách nhiệt rất là tốt, và việc sử dụng bê tông khí chống áp ở đây nó là hợp lý. Ở đây thì anh chủ để cho nó đồng bộ toàn bộ công trình của mình thì anh ấy đã sử dụng các cái tấm gỗ như này và ốp vào phần tường. Như vậy thì nó sẽ đồng bộ cho toàn bộ công trình và nó sẽ đúng theo cái thiết kế của anh ấy mong muốn. Sau đây thì xin mời mọi người cùng em đi lên khu phần tầng 2 của công trình này để chúng ta tham quan nhé. Để đi lên khu vực phần tầng 2 thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái hệ cầu thang thép xương cá như thế này. Nhiều người thì lo ngại về cái vấn đề an toàn của cái cầu thang này, cũng như là cái vấn đề mà nó đi bị rung và ồn, thì thực chất không phải. Ở đây thì như mọi người thấy, bên em thì bước lên nó hoàn toàn là không rung, và nó cũng không hoàn toàn là mất an toàn như mọi người hay nghĩ đâu. Sau khi mà hoàn thiện toàn bộ thì tất cả những cái mặt bậc này cũng sẽ đều được ốp gỗ, kể cả là lan can, tay vịn cầu thang đều sẽ được ốp gỗ hết nha mọi người nhé. Xin mời mọi người cùng em đi lên khu vực tầng 2 của... Thì ở đây là khu vực phần tầng 2 của công trình này. Như mọi người thấy, ở đây thì gần như là đã hoàn thiện rồi. Và mọi người có thể chiêm ngưỡng này, toàn bộ cái khu vực vách ở hai phía này đều là bê tông khí chống áp và chúng ta đã ốp lại như vậy rồi. Ở bên trong kia thì nó vẫn còn một chút nữa. Mọi người có thể thấy nó làm từ bê tông khí chống áp đấy ạ. Nếu như chúng ta để ý kỹ, cameraman thì hộ mình quay gần vào đây nhé. Đấy, mọi người có thể để ý thấy này, khu vực vách bên này thì đều sử dụng là tấm bê tông khí chống áp để nó tăng cái hiệu quả chống nóng cho công trình. Thì toàn bộ hệ cột của công trình này thì đã được ốp bằng gỗ lại hết như thế này rồi. Rất là đẹp và thẩm mỹ. Ở đây thì nếu như nhìn qua thì chắc chắn là sẽ không ai nhận ra nó là một công trình nhà khung thép cả. Tất cả cái hệ cột dầm của công trình này đều đã được ốp lại, và chia sẻ đến mọi người một cái lý do mà khiến anh chủ đầu tư của công trình này lựa chọn sử dụng là Nhà Khung Thép Đại Sự Việt Nam, là anh ấy đã xem rất là nhiều những cái video clip bên em chia sẻ kinh nghiệm làm nhà khung thép, và anh ấy đặt được cái niềm tin vào bên Nhà Khung Thép Đại Sự Việt Nam và đã lựa chọn sử dụng dịch vụ của bên em. Công trình này thì nó có một chút cái phần khó khăn, đó chính là việc mà chúng ta xây dựng hai cái hệ mái ở hai bên như thế này. Đó, việc xây dựng hai cái hệ mái ở bên này nó rất là phức tạp và nó đòi hỏi những đội thi công nó có kinh nghiệm và tay nghề lâu năm trong lĩnh vực khung cầu thép. Ở công trình này thì được thiết kế toàn bộ cái hệ sàn tầng 2 này ôm trọn và sẽ nhìn xuống dưới khu phần tầng 1 cho mọi người. Nói là tầng 1 thì nó cũng hơi sai sai, vì ở đây thì em đang không hình dung là em đang ở khu vực phần tầng 3 của công trình này mất rồi. Ở đây thì mọi người nhìn thấy này, chúng ta có một cái khu vực sân vườn ở sân của cái tầng 2. Nó rất là đặc biệt ở chỗ đấy nha mọi người nhá. Và anh chủ của công trình này thì cực kỳ là đầu tư tất cả những cái chi tiết như vậy. Anh ấy đều làm rất là tỉ mỉ nha mọi người. Và công trình này thì có mức đầu tư tương đối lớn. Cảm ơn mọi người vì đã xem hết video. Nếu như mọi người thấy video này hay và ích thì hãy để lại cho em một like cũng như một subscribe, và hãy bình luận ý kiến của mọi người về công trình này nhé. Em xin chân thành cảm ơn.